Hello anh em, rất vui là anh em trong video nữa. Cô Nha Trang trong video ngày hôm nay là mình vừa rin lại cái cùm xe máy. Tại vì gặp dạo này sức khỏe yếu rồi, kéo ghe nặng kéo hết nổi, cho nên là vừa lại cùm rin cho nó nhẹ. Và cái cùm độ thì mình sẽ cóc, khi nào mà sức khỏe nó tốt lại thì sẽ gắn vào để mà kéo cho nó phê. Thì bây giờ về lại cái cùm rin, thì cái hồi mình độ cái cùm tăng tốc á thì là mình để độ một cái dây ghe khác nó dài hơn để mà cho nó đúng với cái cùm domino này. Thì khi mà về rin lại thì mình phải mua một cái bộ dây rin khác của Honda để mình gắn vào. Thì sau một thời gian hồi tối qua là mình đã thử nghiệm một bộ mua đại của quay, nhưng mà về xài không có được. Về xài không được, lúc đầu mình chỉ nghĩ là chỉ cần mua cái cần này thôi thì về mình sẽ dùng được cái dây ghe này. Nhưng mà không, thường một cái bộ dây ghe nó đi kèm hết luôn cả một cái bộ luôn, như y như vậy là nó sẽ đi kèm luôn, nó đi kèm một bộ luôn, cho nên là mình phải mua một bộ dây ghe mới. Thì đối với xe này thì dùng bộ dây ghe của Future Neo FE nha mấy anh em. Nè, Future Neo 125 FE của Honda là sẽ gắn vô được nha. Chứ còn cái dây ghe ring của CBR thì 150 thì chắc phải qua Thái Lan đặt, cho ở Việt Nam làm gì có cái dây này, hoặc là nếu mà có thì đợi nó rất là lâu. Rồi mình lấy cái dây của Future Neo mình gắn vào. Bây giờ mình sẽ gắn vào để mình về rin lại cái cùm rin để đi cho nó nhẹ nhàng bớt. Mấy anh em nhớ nha, nếu mà cái xe của anh em là đời như vậy thì khi mà mấy anh em thay dây ghe hoặc là có độ cùm tăng tốc mà muốn về dây ghe rin thì mấy anh em mua dây ghe của Future Neo 125 FE nhớ nha. Thay cái dây ghe là phải gỡ ra tùm lum hết, gỡ hết luôn, phải gỡ cái bình xăng luôn, gỡ cái bình xăng lên. Này, cái dây ghe nằm đây nè, em thấy không, dây ghe nằm đó này, khu vực điện đài bên này là gắn cái quýt ship dây nhợ lùm le lọc cái lọc gió nè, lọc gió nằm cao đúng không, cho nên là có ngập nước tới khúc này, ngập tới khúc này vẫn đi được, tại vì cái lỗ gió nó vẫn nằm tuốt bên đây luôn. Nhưng mà ngập thường là ngập qua khỏi cái bánh xe là đi hết nổi, cần gì mà phải tới cái chỗ đó. Cho nên cái xe này là loại nước rất là ngon, rất là thoải mái, không có la gì hết. Tính là cái đường này á, nó phải luồn vô cái chỗ này, mình quên đút cho cái chỗ đó, thôi kệ nó các bạn, tí nữa lấy cái dây rút cột lại đó, thì nó lên cái khúc này ra cái chỗ này đó là thành cái dây rin nè, thấy không? vừa khít luôn. Cho nên là mấy anh em mà thay cái dây ghe lấy cái của Future Neo FE 125 là mấy anh em sẽ thay được, khỏi cần phải dây rin dây đồ lum le. Giờ mình sẽ gắn cái cùm vào. Mình không nhớ còn nó nằm trên hay nằm dưới. Tạm thời để gì không nhớ được. Như gì nè đúng không? Như gì nè. Ok. Để gọi lên coi. Giờ sẽ đóng cái khung này lại. Okay.
mình là chỉ có đi độ mới thì mình mới ra thợ, chứ còn về riêng thì mình tự mình về luôn, khỏi thợ thầy, về riêng tự mình về. Bữa lâu quá để thất lạc hết một ốc đây nè, nó có hai con mình lục chục đâu mất con. Độ cầm tăng tốc đi nó nặng, kéo nó nặng xe á. Mình đi cầm là đi cầm xịn luôn chứ không phải đi cầm phay luôn. Mà nó vất, nó nặng. Trong đi lâu nó cũng quen. Nhưng mà thôi, giờ cũng đâu còn độ chế gì đâu mà cầm tăng tốc cũng chi. Để nó khi nào mà hứng thì đi. Nè, giờ nhẹ. Giờ nhị sinh lên. Đây. Bây giờ là về lại cùng rin xong rồi mấy anh em. Nhẹ nhàng. Giờ sẽ đóng lại. Dây ghe nằm đây. Ghe nằm đây. Giờ sẽ đóng nắp lại.